Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu là Bình Ô Tô Cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 22 tháng 8 năm 2020, em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một cái mẫu xe mà bên em mới nhập về. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người là chiếc xe này hiện tại thì em cũng đã làm clip chi tiết rồi. Thì hôm nay em làm một cái clip này để giới thiệu thêm thôi, giới thiệu thêm và cho mọi người nắm bắt là hiện tại em đang có chiếc xe như này cần bán mọi người nhá. Thì em xin trân trọng giới thiệu cho tất cả mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Hyundai i10. Đây là phiên bản động cơ 1.2, số sàn bản đủ, sản xuất cuối năm 2019, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Xe màu trắng, phiên bản sedan mọi người nhá, xe thì chạy hơn 3 vạn. Em cam kết cho mọi người chiếc xe này thì hoàn toàn là không taxi, không khoan đục mọi người nhá. Về chất lượng xe thì xe còn đẹp tới 98%, nên do vậy là mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chúng ta có thể test hãng vô tư mọi người nhá. Em luôn luôn nhấn mạnh và cam kết cho mọi người là không bán xe lỗi và hoàn toàn không bán xe taxi. Chiếc xe này thì mong mọi người cũng thông cảm về vấn đề giá. Giá thì chúng ta thuận mua vừa bán. Đương nhiên người bán bao giờ cũng phải nói thách, không thể nào nói một giá bán được một giá được mọi người ạ. Thế nên là với lại bên em bán xe ra thì còn nhiều cộng tác viên nữa cơ, chứ không phải là một mình được phép bán, còn tạo cơ hội để cho anh em khác họ còn là bán để còn làm ăn mọi người ạ. Thế nên là về giá cả thì bác nào thật sự thiện chí thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhá. Xin giới thiệu lại cho mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Hyundai 10 phiên bản 1.2 số sàn bản đủ, sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Xe chạy hơn 3 vạn mọi người nhá, màu trắng bản sedan, bản đủ đó mọi người, số sàn. Chiếc xe này thì hiện tại em đã làm clip chi tiết rồi, do vậy là hôm nay em chỉ quay qua những cái cơ bản để cho mọi người nắm bắt về là chiếc xe này thôi. Động cơ đây, máy số thì đương nhiên là 100% là phải nguyên bản rồi, bởi vì đời 2019 mà mọi người, em cam kết luôn cho mọi người nhá, không chỉ xe đẹp mà xe là còn phải chất nữa cơ. Mọi người thấy con ốc chân máy không ạ? Cái răng ngang này, tất cả cái tem mác của chiếc xe là vẫn còn nguyên bản. Vẫn còn nguyên bản. Đây là một cái cặp đèn pha zin này, mọi người thấy không ạ? Một cặp đèn pha zin này. Đèn gầm này, không một vết trầy nào cả. Nó không một vết trầy nào cả. Còn nguyên bản, mặt ca lăng cũng vậy này. Tất cả các thanh nẹp mạ chrome cho đến cái logo của nó là vẫn còn nguyên bản. Cặp đèn pha bên này cũng vậy này, mọi người thấy không ạ? Rất là mới. Đèn gầm sương mù này. La răng. Bố phanh của nó còn sáng rực lên đây này mọi người. 2019 mà. Đèn hậu này, đèn hậu zin nguyên bản mọi người nhá. Có chút nắng lên rồi. Đó, mọi người thấy không ạ? Tất cả các xe thì coi như là một chiếc xe mới đi mọi người. Nôm na như vậy đi ạ. Ốp bậc lên xuống này. Còn nguyên bản này. Đó. Mọi người thấy không? Ốp cabo này. Lốp sơ cua chưa hạ mọi người nhá. Xe này thì không khác gì là một chiếc xe mới rồi mọi người, yên tâm nha mọi người nhá. Đó. Xe chạy 3 vạn 7, ni lông còn theo xe rồi. Chưa bóc hết mọi người ạ.
vô lăng ba chấu bọc da, bọc da. Nút bấm tích hợp trên vô lăng còn nguyên. Da nguyên bản theo xe mọi người nhá. Đây là cái màn hình giải trí trung tâm, đề nổ start stop này, điều hòa cơ, vào củ số tự động, hộp số đây. Nguyên bản mọi người ạ. Trần nỉ này, mọi người thấy cái trần nỉ nó còn nguyên bản, không hề bẩn mà cũng không hề rách. Cột kèo cũng vậy, còn nguyên bản. Táp ly này, chân côn này, vô lăng này, rất mới luôn ạ. Em xin được trân trọng giới thiệu lại cho mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số sàn bản đủ, sản xuất năm 2019, tên tư nhân biển Hà Nội. Về giá bán chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 368 triệu, giá còn linh động. Bác nào quan tâm thì alo cho em số điện thoại em để phần mô tả mọi người nhé. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi ạ. Em chào tất cả các bác.